Dạy học sao mà học trò toàn là điểm đờ mi đổ lại không vậy? Dạ. Thầy. À, học trò Đỗ Thị Nụ. Học sinh của lớp thầy Phúc chủ nhiệm phải không con? Dạ. À, rồi lên đây để được phạt hả? Phải công nhận trò xiên thiệt á. Tuần nào cũng chịu khó lên đây để được phạt. Đúng là thầy nào trò đó. Danh sư xuất cao đồ. Cánh chỗ. Em học hành cái kiểu gì vậy? 10 câu làm đúng 2 câu là sao? Thầy ơi, em đã cố gắng rất là nhiều rồi. Đúng 2 câu là quá dữ rồi đó thầy. Thầy không thấy em cố gắng, mà thầy chỉ thấy em tối hôm qua ở nhà thầy đọc truyện tới khuya. Đâu có đâu thầy, em đọc truyện có 10 phút à. Mà lúc sau á thì Minh chỉ bài cho em. Lúc đó thầy về trễ thầy đâu thấy đâu. Trời ơi, chịu lắm hả? Alo. Hả? Thiệt hả? Được rồi, giữ lại cho tôi xuống liền nè. Thằng này xuống sân thuộc chậu cho tôi. Lẹ. Ủa, Dương My. Minh. Tối nay qua nhà tôi chơi không? Gia đình số 1 mới ra tập mới á. Tối nay bạn đừng có rủ mình qua nhà bạn nữa. Ủa, sao vậy Dương My? Mình ghét thầy Phúc lắm. Những ai liên quan tới thầy Phúc mình cũng ghét luôn, kể cả bạn. Dương My. Dương My. Hai cái đứa này suốt ngày kiếm chuyện đánh nhau là sao? Không phạt nặng là không chịu đúng không? Tại nó kiếm chuyện trước mà chú. Điểm đi. Học kỳ này hai đứa bị hạ bậc hình kiểm. Con nhắc lại với chú, tại nó kiếm chuyện với con trước. Con có đánh nó cái nào đâu. Con đánh vào cái mặt nó vậy đó hả? Con không hề đánh nó cái nào luôn á. Tự nó lao vô cái nắm đấm của con á. Thôi đủ rồi. Chú thiệt tỉnh, người nhà ở nhau không à. Chú làm gì với con á? Im đi. Để là trường học, chú cháu cái gì? Biến em á, tôi phải phạt nặng hơn. Đau thầy ơi. Nín đi. Theo tôi lên phòng y tế. Chú Phúc. Chuyện gì nữa? Chú bận lắm, không có thời gian đâu. Chú mới làm gì Dương My đúng không? Dương My giận con luôn rồi kìa. Thằng này. Chú có thể nào vì con á mà chú dễ dàng với Dương My hơn tí được không? Chú nói chú đang bận lắm. Suốt ngày Dương My. Chú Phúc. Thằng này. Chú làm vậy mất sao con có vợ chú Phúc? Chú. Kim Chi ơi, có điện thoại kìa. Ồ, bà nghe giùm tôi đi. Nghe giùm bà hả? Alo. Anh đây. Anh Phúc hả? Có Kim Chi ở nhà không? Anh đợi em xíu. Kim Chi ơi, anh Phúc gọi. Rồi, bà nói với ảnh là tôi xuống liền nha. Kim Chi nói anh đợi Kim Chi chút xíu. Cảm ơn em. Chào em nha. Qua ba kìa. Giỏi. Mới xíu mà nhớ ba rồi ha. Nè anh.
Thôi em lên đi, em về nha. Cô ba. Cô ba. Mẹ kêu kìa. Bo. Bo. Bye bye mẹ. Mẹ nha. Kêu kìa. Bye mẹ đi. Bye bye, bye nha. Bye đi. Bye. Bye mẹ đi. Càng đẹp ha. Đó, bye kìa, bye mẹ đi, đúng rồi, giỏi. Có gì vui với chị dâu? Ừ, không có gì. À, mà Phúc. Dạ. Chuyện gì chị? Không có gì. Ba này bị gì vậy trời? Thần kinh nó chạy. Good time. Good time. Chào anh đi. Chào anh. Mà đứa im lặng vậy. Nè, sao không lo học hành đi đọc truyện tranh hoài vậy? Cố gắng mà học đi. Chú nói với cô chủ nhiệm không truy cứu chuyện hồi sáng. Mẫn, cái thằng này bây giờ không nói chuyện với chú hả? Minh, hồi sáng con nói vì chú mà Yumi giận con hả? Hai cái đứa này, ngày là ngày gì vậy trời? Bi kịch quá vậy. Hai đứa cháu cùng giận chú mình trong một ngày. Sợ quá. Thôi sợ quá. Cô Bo, con có sợ không? Con sợ giống ba không? Con sợ hả? Thôi, giờ mình ra khỏi đây nha. Không thôi người ta ăn thịt mình đó. Nha. Ê, xuống đây. Ơi, đi. Ai á? Phúc ơi, xuống coi con nè, ba mẹ đi với anh rồi. Dạ, em xuống liền. À, để thao nước đây vậy trời. Xém xíu nữa là tại sao để thao nước ở đây? Ủa, ai để thao nước trước cửa phòng em vậy? Xém xíu nữa em rửa mặt rồi đó. À, đây, đây, đây. Thì sáng giờ có ai lên phòng con đâu? Thôi, quan trọng gì đâu, thôi đi 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 đi. Đây. Ủa, về cả nhà đi hết luôn hả? À. Mày nè, mày không có muốn đi mà bị ép đi. Thôi bây giờ mẹ đi nha. Rồi ở nhà của Bo nó khóc gì thì cho em uống sữa. Rồi có gì không biết nữa gọi điện hỏi mẹ nha. Dạ, thì mọi người đi đi. Bye bye. Bye bye đi con, bye bye bác đi. Cả nhà quá, nhà không à. Trong đây nè. Thầy. Ờ, con qua chơi hả? Dạ. Ủa, cả nhà mình đi đâu hết rồi vậy thầy? Ờ, cả nhà rủ nhau đi nhà hàng ăn sáng rồi. Đi nhà hàng ăn sáng rồi hả? Ừ. Trời ơi, con đến sớm một chút nữa là con được ăn ké rồi, con đói quá. Ủa, nhà mình trong tủ lạnh còn gì ăn không ạ? Ờ, chú bếp qua thử đây. Dạ. Đi. Đi, đi ăn sáng nha con. Đi thôi, đi thôi. Thầy, thầy Phúc, có bánh mì này thầy. Ờ. Đó, của ai vậy thầy? Của thầy đó. Vậy cho con ăn nha. Ờ, nó bụng thì ăn đi. Dạ, con đói quá. Ý, có chứ nha. Thảo mà hút uống quá vậy con. Chuyện gì vậy? Từ thôi, từ thôi. Thảo mà hút uống quá. Từ thôi. Thầy ơi, bánh mì tay đây là nước giấm mà thầy ơi. Trời ơi,
Mày thầy Phúc ơi, cay quá. Ủa, mà bánh mì này dành cho mình ăn mà. Là sao kỳ vậy? Em bỏ giống như đây. Chắc chắn có người muốn chơi mình rồi. Cũng may á, cũng may mình không ăn. May mình không uống á. Được. Long. Long. Ừ. Con sao rồi? Con bình thường thôi. Thấy đỡ chưa? Đỡ rồi. Ủa? Cú bò đâu rồi chú? Ừ, cú bò của trong phòng rồi. Mà con thấy đỡ chưa? Ờ, à, con đỡ rồi. À! Mày tấn công á, mày tấn công á, mày tấn công á, tấn công á, thằng kia đây. Chưa bắn gì mà bắn hả? Đòi bắn hả? Biết trò là nguy hiểm không hả? Cái súng con bị hư rồi. Hư cái gì? Lỡ đuôi bắt người ta thì sao hả? Đau quá chú ơi. Đau hả? Biết đau hả? Đau hả? Đau không? Đau hả? Bữa nay tụi con ngon quá ha. Dám cả gan chọc thầy hả? Cũng may đây là ở nhà chứ không phải ở trường. Nếu mà là ở trường, chú hạ bậc hành kiểm hai đứa rồi. Nghe chú dặn nè, từ đây về sau chú cấm sử dụng mấy cái này nghe chưa? Cấm, cấm nghe chưa? Biết cái này nguy hiểm không? Lỡ bắn đuôi mắt người ta thì sao? Có phải làm khổ ba mẹ tụi con không? Hả? Hít ra đi! Thầy ơi, con xin phép đi về trước. Ờ, vậy con về đi. Mà con ổn không? Con không sao đâu, con đi coi bói. Thầy bói nói là con sống đến 82 tuổi lận. Ờ, hy vọng là vậy. Chứ bây giờ con nói gì là chú không nghe rồi đó. Con xin phép chú. Ờ. Hai cái đứa này, hít chưa? Hít đất. Hít đất hay là ngủ? Hít đất hay là ngủ? Hít cho đàng hoàng. Ủa? Mẹ ơi. Cái gì vậy? Tụi con bị sao vậy hả? Hít đất đàng hoàng. Sao vậy chú? Dạ, em phạt tụi nó. Vì tụi nó hổn với người lớn đó chị dâu. Chị dâu có ý kiến gì không? Đứa nha. Không. Tuy nhiên là thầy giáo phạt học sinh thì phụ huynh làm gì có ý kiến được. Ok. Ok. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Kêu. Kêu gì? Ông mày cứu được tụi con đâu. Hết ra cho đàng hoàng. Hết. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đó, chứ không phải là hấp đó. Thưa mẹ con mới về. Trời ơi Phúc ơi Phúc. Lúc này có chuyện gì mà sao đi được không đó? Con sao? Mẹ lúc này con sao mà tối ngày say xỉn mà vậy Phúc? Có chuyện gì hả? Trời ơi, sao ông đẹp trai vậy mà bị vợ bỏ tợ dữ vậy trời, ông lại bị tâm thần nữa chứ. Ai đưa ông vô bệnh viện đi. Trời ơi, ông tính kìa, ông tính kìa. Tâm thần, tính ê, kìa. Đưa ông vô bệnh viện đi kìa. Nghe ra chứ ông tâm thần đó. Ông tính rồi kìa, ông tính rồi kìa. Trời ơi, ông tính kìa. Ông nhìn kìa, ông nhìn kìa. Ông làm gì hết rồi. Ông làm gì vậy? Sao tôi nằm ở đây vậy? Không biết mình ở đâu luôn. Chị bị bỏ là phải rồi. Cái gì vậy? Ai cần? Tiền nè, tiền anh ơi, xe kìa. Tiền hàng ngon. Có chiếc xe, có chiếc xe. Trời ơi, nhìn ông to dữ. Hả? Hả cái gì bà hả? Em chồng bà đó, say rượu rồi gặp ai cũng kể hết mấy chuyện của bà. Nào là bà không biết dạy con, nào là bà khó tính, kênh kiệu. Nó dám đi nói xấu tôi tùm lum như vậy hả? Ừ, được rồi. Cảm ơn bà nhiều nha. Ừ.
Ủa, có gì vui với chị Dâu? Không có gì. Mà Phúc. Dạ. Chuyện gì chị? Không có gì. Ba này bị gì vậy trời? Thần kinh nó chạy. Muốn chơi với chị hả cưng? Chưa có đủ trình đâu em trai. Gia đình là số 1. Oh, oh, oh. Gia đình là số 1. Oh, oh, oh.